Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Đình Khang sinh viên IF khóa 44. Hôm nay mình xin trình bày cho các bạn chủ đề anabolic steroid và hội chứng vành cấp. Như các bạn đã biết, anabolic steroid là những chất tổng hợp có tác dụng tương tự như testosterone, là một hormone của nam giới. Anabolic steroid có tác dụng làm tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp, đặc biệt được sử dụng trong tập thể hình và các môn thi đấu cạnh tranh như đua xe đạp nhưng nó cũng gây hậu quả nghiêm trọng trên tim và mạch máu nếu sử dụng lâu dài, trong đó có hội chứng vành cấp. Đầu tiên, anabolic steroid làm tăng lượng cholesterol trọng lượng phân tử thấp, gây hẹp và tắc nghẽn dòng chảy do sự dày thành động mạch và hình thành mảng sơ vữa. Thứ hai, anabolic steroid làm giảm lượng cholesterol trọng lượng phân tử cao, thứ giúp loại bỏ cholesterol dư thừa từ động mạch và ngăn chặn mảng sơ vữa. Thứ ba, Anabolic steroid gây nên tình trạng viêm và phá hủy lớp nội mô động mạch, khiến chúng dễ vỡ và tạo cục máu đông. Thứ tư, làm tăng huyết áp và nhịp tim, điều này khiến tim làm việc nhiều hơn và đòi hỏi nhu cầu oxy nhiều hơn. Thứ năm, gây nên bệnh cơ tim, làm suy yếu cơ tim và giảm khả năng bơm máu. Chính những lý do trên, anabolic steroid làm tăng nguy cơ hội chứng vành cấp. Vì vậy, không nên sử anabolic steroid khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ và nên tập gym một cách tự nhiên. Cảm ơn mọi người lắng nghe.